hộ tí ngồi quay phim cho nhàn, đau lưng lắm, qua ngồi cả ngày. Đấy, bạn Huy ngã tư sở đi đánh lục nhưng mà tôi không đi theo được. Đấy, cái thùng thấy ngủ đấy. Đây, cho 6 bát này. Xúc đều đều rồi. Tí cái dưới đó phải dẫn. Đấy, cái này hôm sau anh chỉ còn một ổ nữa. Đấy, em cứ À. chia đôi chỗ đấy ra. Thêm tí nữa. Rồi, ok. Là hơi thế là thế bữa sau làm ổ nữa là được. Đấy, nó loanh quanh nhanh hết không mà. Rồi lại đẩy lại ổ. Làm này nó cũng chả rẻ. Thế nhưng mà nếu mà tính ra, nếu mà so với cả cái lượng mà đi ra quán mua thì nó vẫn rẻ hơn rất là nhiều. Mình tự làm thì nó Này, sơ tất rồi này. Nắm gạo. Muối đều hết này. Nắm gạo mới mua hôm qua. Mua hôm qua, đấy. Ở kia, ở hết. Cái này để câu luôn. Đây, mấy đũa đây. Tối mấy thằng ấy vào trong kia câu lươn, mấy cái chặt lươn đảo đều lên để cho hai cái nó lẫn vào nhau. Ở đây ruộng vẫn nhiều chứ. Nhiều lươn. Chả có lươn mấy đâu, toàn ở trong khu đô thị mà. Chết mẹ rồi, hết cặp trứng rồi. À, hết hết cặp trứng rồi toàn. Mua mấy quả trứng gà. À đây, đây nó còn mấy quả trứng gà ta này. Đập 4 quả luôn rồi sao. Cái trứng gà kia thì nó rẻ mà nó to, trứng này nó bé. Nó đập còn 4 quả cho luôn 4 trứng quả. Gà kia. Cho nó vỡ ra cả hai quả kia. Còn ở trong cái ô mẻ kia dốc nó hết lốt rồi. Mẻ thực ra nó chưa ngấu lắm nhưng mà câu cũng được, chả sao. Mà để lại ít để ông cho xả luôn nước và tráng hết. Gây nhanh không? Dưới xốp rồi. Đấy, xốp cái số đỏ. Nổi mèo. Rồi đảo lên xong. Đơn giản không? Đấy, về tự ủ hôm nào đi câu thế mà trộn mà đi. Đảo đều hết này. Nó là cái trứng này. Đấy, cái trứng cho nó chuẩn.
sóc 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 nó lên này. Đi câu nhà đi ra quán đồ câu nó làm gì, nó bán cho cái ổ thính to như này. Đúng rồi. À, câu đến 10 giờ đêm vẫn ngồi thoải mái. Bóng 5 cân này. Quanh. Lấy được mà, có lấy được mà. Ôi, thôi đừng, cái đây nó đựng xà phòng. Em lấy tạm cái túi đen kia kìa. Cái túi đen đựng thế kia kìa. Rất là nhiều túi bóng lắm cơ mà. Đâu hết. Sau khi mình hay có đây rồi. Trong thùng gạo. Đấy. Gạo cứ mua cái túi chục cân một thế này. Cứ chờ để cho bà già về mình đi. Chẳng còn sóc đâu mà xuống đấy được nào, nắm thôi hết đấy mà. Này chắc 5-6 cân đấy. Đấy thì mỗi lần mình hướng dẫn anh em trên mạng mà mỗi lần trộn xong 5-6 cân. Còn ít điện đáy. Rồi xong, rửa tay thôi. Ok, chúc may mắn. Lên hay không thì còn phải xem ông sẽ câu như nào nữa. Các bến lúc nào có cá, nhưng lấy con cá kia thì nó phải chờ ngày nó đánh. Em biết rồi. Đấy, cho nên là không như được, cả bến lúc nào có. Nắm mấy cục thật chắc để đến tối cho nó nở ra nè. Vâng. Gần chục cục. Hồ này đây là to đấy anh nhỉ? Bé. Bé. Tầm 1/6 cái hồ trên kia anh cầu. À không bỏ ổ ấy. Bỏ mồi này. Cái này là cũng tương đối to ấy chứ. Hồ này anh tụi nó bình thường. Em đi ra chỗ cần thì anh kéo ra nó ngồi. Đi thuyền thả mồi. Các bạn có nhìn thấy mũ phao? Với thuyền đấy. Ngay đau lưng thấy anh em xuống nhiệt tình vì ra làm kính thả mồi.
xong công đoạn thả mồi, bây giờ ngồi chờ. Tạm biệt các bạn nhá. Lát nữa con cá. Đấy anh em, buổi chiều tôi trộn một ổ lục cho bạn Huy, em Huy ở dưới ngã tư Sở. Chiều hai anh em lùi hồi trộn cho qua nhà tôi lấy, nói thật là không phải là bán đồ nhưng mà lần đầu tiên loanh quanh lại thành bán thính. Giờ đi xuống dưới hồ test thử xem. Bây giờ 7 giờ tối rồi. Đi xuống hồ xem kết quả. Đấy, thấy bảo nếu gọi điện báo là cũng được rồi. Xuống xem. Rảnh rảnh thì thèm quá ngồi ôm cần tí. Đấy, đã máu thì chả kể. Nó chỉ là máu này, sắp xuống đến hồ rồi. Đây, sắp xuống đến hồ rồi. Tí nữa. Ok, đã đến nơi. Dựng xe, ui giời, mùi. Đến đây ngửi thấy mùi tanh ngò. Sao nhòi phao cao thế? Vẫn để trong vợt à? Không, thế tất cả được mấy rồi? Nếu mà tính ra thì đồ đạc như này đầy đủ hơn rồi anh. Anh đi câu không có cái đồ, túi đồ to này. Cắm tiếp đây à? Ủa. 5 cân là chết đéo nó mẹ. Con này á, con này phải to đấy, con này phải tầm 6-7 cân đấy em ạ. À, con này được 6-7 cân đấy, 6-7 cân của dư. Đi đến xe này các bạn đã ngửi thấy mùi tanh ngọt. Nhưng mà ngon. Con mè này nó... À, quên anh chưa xem mè tàu hay mè lai. Mà mè lai thì ngon. Ui địt mẹ con mè lai ngon lắm em ạ. Ừ. Ui giời con mè lai địt mẹ to thế. Mè lai ngon lắm. Mày mà đang nghe thì đã bài mấy lúc kia. Cứt nó thì trời. Đấy, chiều vừa thả hôm nay Vân Anh tiếc đứt ruột mà thằng anh đầu têu Vân Anh trong đây ngồi câu mà. Hai đây.